Hello, xin chào anh em. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hiện tại mình đang interview trên một máy của một anh ha. Thì anh này bị lỗi là các bạn khi mà cài cái game Võ Lâm Truyền Kỳ phiên bản 6.0 hoặc là 8.0 hoặc là phiên bản Công Thành Chiến ở online của mình á, thì nó bị một cái lỗi là bạn mở cái game .exe này ha, nó không có lên hoặc là lên xíu là nó tắt. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn fix ha, fix cái lỗi này. Thì trước tiên ha, đầu tiên anh em xem cái đầu tiên anh em cái chuột phải của cái game .ee này, em chọn cái dòng cuối cùng ha, property này. Em chọn cho mình cái tab compatibility gì đây này. Thì em nhớ trước tiên là phải chuyển cái mã màu của nó sang 16 bit ha. Nếu nó chưa có thì anh em bấm vào cái reduce color mode này, anh em chọn 16 bit ha. Thì chọn apply này. Ok. Đó là cái đầu tiên ha. Anh em thử mở coi. Đó, nếu mà nó vẫn không được thì anh em để ý ha, để ý cái dung lượng cho mình này. Ở đây thì cái dung lượng hai cái này nó khá là bất thường ha. À, thôi cái này mình sẽ tính sau ha. Bây giờ mình thử một cái cách khác để phía trước đã. Thì anh em cho xuống đi. Anh em để ý cho mình cái PC này ha, thì cái bác này xài cái bản Windows tiếng Việt. Nếu anh em xài tiếng Anh á, thì nó sẽ là máy computer ha. Bạn kích chuột phải chọn cái dòng cuối cùng này, property này. Rồi các bạn kích vô cho mình cái dòng Advanced System Setting ha. Advanced System Setting. Đó. Rồi bấm tiếp cho mình cái chỗ setting này này. Rồi anh em chọn cho mình cái tab Data Execution Prevention. Rồi anh em chọn cái dòng dưới cho mình ha, chọn cái dòng dưới là Turn on dev này. Rồi các bạn anh em chọn cho mình cái chữ add này ha, thêm một cái mới. Thì anh em duyệt tới ha, duyệt tới cái đường dẫn chứa cái game của mình đó. Ở mét này nãy để ổ đĩa D thì phải. Để mình coi lại cái thư bộ ở ổ đĩa nào. Ổ đĩa F, Võ Lâm Ốp. Anh em duyệt cho đúng cái đường dẫn ha. Võ Lâm Ốp, đây rồi. Xin 8.2 client. Anh em chọn cho mình cái game y ha, đừng có chọn cái game, anh em chọn cho mình cái game y.ee này. Rồi, thêm. Rồi anh em chọn apply. Ok. Ok. Ok, tiếp một cái nữa. Rồi bây giờ mình thử mở lại xem. Vẫn không được anh em. Rồi bây giờ mình để ý cái dung lượng ha, cái dung lượng của hai cái này nó tăng cao khá là bất thường này. Đó hình như là do cái ransomware nó tăng cái dung lượng của nó lên ấy. Thì bây giờ mình cần xóa ha. Trước khi anh em xóa thì anh em mở cái file nén ấy. Cái file nén mình tải về ha, mở lại cái file nén của mình này. Rồi mở lên client để mình thu nhỏ nó lại tí ha. Rồi anh em để ý cho mình hai cái game game.exe này và game y này, dung lượng của nó có 700 ký và 900 mấy ký à, và sao ở đây nó lại tăng lên tới mấy ngàn này nè, thì nó bất thường à. Thì mình xóa luôn nó đi, xóa mấy cái log game crash này đi, xóa luôn ha. Rồi mình sẽ lấy cái kia mình kéo qua, kéo hai cái file này thả vô, mật khẩu là Vita Gaming ha, nếu là cái file của mình share đó, anh em tải của mình đó. Đó anh em thấy không, cái file này dung lượng nó chỉ 700 kg thôi này, cái game y nó chỉ có 3.700 thôi, nhưng mà lúc nãy nó tăng dung lượng lên khá là nhiều ha. Thì bây giờ anh em trước khi mở thì chúng ta cũng chuyển nó sang 16 bit màu ha. Rồi ở đây nó có sẵn rồi, apply, ok. Rồi mình chọn cái game exe luôn ha, game y luôn. Rồi ok. Bây giờ mình mở thử lại coi. Ok, đã được anh em. Đó, thì đã được ha. Đó, bây giờ cuối cùng là xong. Mình thử đăng nhập cái tài khoản lúc của mình share xem. Ok. Rồi, ngon lành anh em ơi. Đó, vô chiến quá đã luôn. Rồi, ok ha. Thì cái máy này nó hơi bị lắc. Bây giờ mình chơi nó khá là lag ha, tôi cho view nó lag lắm.
Ok, chắc là mình tới đây thôi, video tới đây thôi nè. Mình hướng dẫn cái đó là cái fix lỗi mà bữa nó không có lên cái game đó. Mở lên đèn thui xong nó tắt rồi. Thì anh em có thể làm tham khảo theo cái cách này của mình ha. Còn nếu không được nữa thì anh em có thể nhắn tin vô cho mình ha. Có thời gian thì mình đổi trao view để mình fix cho anh em. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo.